Vui cùng xin chào Bốc Chì. Tập phim Hoán Đổi. Đây là phòng của Vàng hả? Wow, gọn gàng quá vậy. Bây giờ anh Xanh phải đi tìm cái gì đó để chơi mới được. Con búp bê đây rồi. Anh Xanh đã lấy được con búp bê của em Vàng rồi. Bây giờ anh Xanh sẽ chơi trò siêu nhân cứu công chúa nha. Đây là công chúa. Bây giờ anh Xanh phải đi thôi, không thôi em Vàng sẽ về đó. Đi thôi, đi thôi. Ủa anh Xanh, sao anh Xanh lại còn cái búp bê Mita của em vậy? Anh Xanh lấy búp bê làm gì vậy anh Xanh? Vàng cho anh Xanh mượn chút xíu đi. Anh Xanh lấy Mita làm công chúa để chơi siêu nhân cứu công chúa nè. Vàng cho anh Xanh mượn chút xíu nha. Không được đâu anh Xanh, con búp bê này là của em chơi mà. Anh Xanh chơi siêu nhân là sẽ bị hư đó. Không được đâu, trả cho em đi. Trả cho em đi anh Xanh. Cho anh Xanh mượn chơi chút xíu thôi. Rồi anh Xanh trả lại. Anh Xanh. Anh Xanh. Anh Xanh. Các anh ơi, các anh có bị làm sao không vậy? Đụng đầu vậy chắc là đau lắm. Anh Xanh có bị làm sao không anh Xanh? Anh Đỏ. Sao anh lại ở đây? Sao anh lại thế vậy? Con búp bê ở đâu mà đẹp quá vậy Vàng? Em mới mua hả? Đúng rồi đó anh Đỏ, con búp bê này là của em đó. Anh Xanh lấy con búp bê làm công chúa để siêu nhân đi cứu công chúa đó. Bây giờ em phải đòi lại con búp bê của em. Con búp bê này đẹp quá à. Vàng ơi, cho anh Đỏ nha. Để anh Đỏ chơi siêu nhân cứu công chúa nha. Anh Đỏ, không được đâu, đó là con búp bê của em mà. Lúc nãy anh Xanh lấy nên giờ em phải lấy lại. Sao bây giờ anh Đỏ cũng muốn chơi siêu nhân vậy anh Đỏ? Không được đâu, trả cho em. Không được đâu, anh Đỏ thích chơi siêu nhân lắm. Cho anh Đỏ nha. Cho anh Đỏ nha. Anh Đỏ đi chơi siêu nhân đây. Anh Đỏ. Anh Đỏ. Sao anh Đỏ lại thích chơi siêu nhân vậy? Siêu nhân đâu có gì vui. Bây giờ là phải ăn hamburger. Chỉ cái ăn hamburger mới vui thôi. Anh Xanh, hamburger là của anh Đỏ mà. Không được ăn nhiều hamburger đâu. Sao hôm nay anh Xanh lại thích ăn hamburger? Hay là em đi mua kem cho anh Xanh ăn nha. Anh Xanh không ăn kem đâu. Bây giờ ai còn ăn kem nữa? Anh Xanh lớn rồi, anh Xanh phải ăn hamburger. Anh Xanh rất là thích ăn hamburger. Tại sao hôm nay anh Đỏ lại thích chơi siêu nhân, còn anh Xanh lại thích ăn hamburger? Tại sao lại như vậy? Vàng ơi, sao còn chưa đi mua hamburger cho anh Xanh nữa? Tốt quá, Vàng phải đi mua hamburger cho anh Xanh nha. Bây giờ anh Xanh phải đi về phòng tập đàn, tập hát nữa. Lấy nữa cái hamburger thì đem vô phòng cho anh Xanh nha. Anh Xanh đây đây. Xanh. Sao cái xe này lại nằm ở đây vậy? Bây giờ búp bê ngồi đây nha. Anh Đỏ sẽ đi làm siêu nhân. Ta là siêu nhân đây. Bây giờ siêu nhân sẽ đi cứu công chúa. Công chúa đâu rồi? Công chúa đâu rồi? Anh Đỏ ơi, anh Đỏ. Ai vậy? Anh Đỏ ơi, Xanh nè anh Đỏ. Xanh hả? Anh Đỏ mở cửa cho Xanh đi. Vô đi Xanh. Anh Đỏ ơi, cho Xanh mượn đàn đi. Xanh mượn đàn hả? Được rồi, được rồi, em cứ lấy đi. Anh Đỏ không sử dụng đâu. Cảm ơn anh Đỏ nha. Bây giờ Xanh phải về phòng tập hát đây. Có gì anh Đỏ nhớ quay chỉ cho Xanh tập hát nha. Xanh thích hát lắm. Xanh sẽ cùng thành lập một ban nhạc với anh Đỏ đó. Xanh, anh không qua đâu. Anh không thích hát. Bây giờ anh chỉ thích chơi siêu nhân thôi. Còn búp bê này đẹp không Xanh? Đây là công chúa đó. Và bây giờ anh sẽ đi cứu công chúa. Xanh thấy chơi siêu nhân đâu có gì vui. Xanh thấy chỉ có hát và ăn hamburger thôi. Lấy nữa Xanh sẽ đi ăn hamburger đó. Anh Đỏ có muốn ăn hamburger với Xanh không? Không, anh không ăn hamburger đâu. Bây giờ là mùa hè rồi Xanh. Em phải ăn kem.
phải ăn kem chứ không được ăn hamburger. Ê, không được, không được. Xanh đã lớn rồi, xanh không ăn kem đâu. Xanh chỉ ăn hamburger thôi. Xanh phải đi về phòng tập nhạc và ăn hamburger đây. Xanh đi nha. Anh Bút Chì ơi, anh Bút Chì, anh Bút Chì. Hả? Có chuyện gì vậy Giang? Anh Bút Chì ơi, bây giờ có nhiều chuyện xảy ra trong nhà mình, kỳ cục lắm anh Bút Chì. Anh Xanh bây giờ lại thành lập ban nhạc hamburger và còn thích chơi đàn hát nữa. Còn anh Đỏ, anh Đỏ bây giờ lại thích chơi siêu nhân cứu công chúa đó anh Bút Chì. Em thực sự không hiểu vì sao nữa. Có chuyện kỳ lạ gì hả Giang? Để anh xem, để anh xem. Sáng nay anh Xanh đụng anh Đỏ ở ngoài cửa đó, rồi tự nhiên bị hoán đổi vậy đó anh Bút Chì. Bây giờ phải làm sao đây anh Bút Chì ơi? Đây nè bạn ơi, trong cuốn sách Những Bí Ẩn Thế Kỷ của anh đang đọc có ghi là nếu đụng vào nhau quá mạnh thì có thể dẫn đến hiện tượng hoán đổi linh hồn cho nhau đó. Vậy hả anh Bút Chì? Em sợ quá à anh Bút Chì ơi. Vậy là anh Xanh và anh Đỏ đã bị hoán đổi linh hồn cho nhau hả anh Bút Chì? Đúng rồi, để anh xem có loại thuốc nào để chữa không nha. Đúng rồi, đúng rồi. Anh Bút Chì, anh Bút Chì xem nhanh đi anh Bút Chì. Như vậy là anh Xanh và anh Đỏ đã hoán đổi linh hồn cho nhau rồi đấy em Vàng. Bây giờ để anh xem có loại thuốc nào đưa hai người trở về vị trí cũ không nha. Đây rồi. Trong sách này có ghi một loại thuốc chế tạo nè. Bây giờ anh phải đi chế tạo loại thuốc liền nha. Anh đi đây. Vàng ơi, Vàng ơi. Anh Bút Chì, anh Bút Chì chế tạo xong thuốc rồi anh Bút Chì. Anh vừa chế tạo được hai loại thuốc để cho anh Đỏ và anh Xanh uống đó. Nào, bây giờ mọi người hãy uống để vị trí được trở lại như cũ nha. Ê, thuốc nữa hả? Thật là ngu ngốc. Xanh không uống thuốc đâu. Xanh phải đàn hát và thành lập một ban nhạc hamburger. Đúng rồi đó Bút Chì. Anh không uống thuốc đâu. Anh phải chơi siêu nhân đây. Bây giờ anh bận chơi siêu nhân rồi. Anh Đỏ và anh Xanh hãy uống thuốc đi. Để trở về vị trí như cũ đó. Hai người anh uống Đỏ bây giờ không thích chơi siêu nhân đâu. Anh Đỏ thích ăn hamburger mà. Anh Xanh uống thuốc đi. Anh Xanh trở về như cũ đi. Không thể chơi nhạc và thành lập ban nhạc hamburger được đâu. Anh hãy uống thuốc đi. Đúng đó. Thuốc này có đắng không vậy Vàng? Không đắng đâu anh Xanh. Anh Xanh xéo thử. Anh Xanh uống đi. Nhức đầu quá Xanh ơi. Sao nhức đầu quá? Nhức đầu quá vậy? Sao nhức đầu quá vậy nè? Chuyện gì đang xảy ra vậy? Sao Xanh lại cầm cây đàn này? Xanh không thích chơi đàn. Xanh không thích chơi đàn đâu. Anh Đỏ, sao anh Đỏ lại cầm con búp bê của Xanh? Con búp bê này hồi sáng Xanh dùng để làm công chúa, để Xanh đi cứu mẹ. Sao anh Đỏ đang mặc cái gì trên người vậy? Cái đó là áo choàng của Xanh mà. Trời ơi, anh Đỏ giả áo choàng cho Xanh. Trời ơi, cây đàn của anh Xanh, sao em lại vứt cây đàn như vậy hả? Anh Đỏ trả búp bê cho Xanh đi. Trả con búp bê cho Xanh đi. Trả đây cho Xanh. Còn đòi búp bê nữa hả? Sao lại giục cái đèn của anh? Chết nè. Dám giục cái đèn của anh hả? Đau. Chết nè. Trả con búp bê cho Xanh. Vàng vui quá à các bạn ơi. Như vậy là anh Xanh và anh Đỏ đã trở về vị trí của mình rồi đó. Anh Đỏ lúc nào cũng yêu ca hát và thành lập ban nhạc hamburger nè. Còn anh Xanh thì anh Xanh đã lấy con búp bê của Vàng để làm công chúa đó. Vàng không có đòi lại con búp bê nữa đâu. Vàng vui quá à. Như vậy là thuốc của anh Bút Chì đã thành công rồi. Bây giờ anh Đỏ và anh Xanh đã trở về đúng vị trí rồi đó. Như vậy là nhà chế tạo Bút Chì đã thành công rồi. Mọi người nói cái gì vậy? Hả? Không hiểu gì hết trơn. Thôi, Xanh đi chơi siêu nhân đây. Vàng ơi, anh sẽ không trả con búp bê này cho em đâu. Anh Đỏ ơi, em đã mua một cái hamburger cho anh Đỏ rồi đó. Bây giờ anh Đỏ thích ăn hamburger hay là thích ăn kem?
Tất nhiên là anh thích ăn hamburger rồi. Anh có bao giờ thích ăn kem đâu. Hamburger đâu vậy? Hamburger đâu? Hamburger em để dưới bếp đó anh Đỏ. Bây giờ em sẽ cầm lên cho anh Đỏ nha. Vui quá à. Vui quá. Bây giờ anh Đỏ phải đi tập nhạc tiếp để thành lập ban nhạc hamburger đây. Các bạn thiếu nhi ơi, các bạn thiếu nhi có thấy anh Bút Chì giỏi không nè? Anh Bút Chì vừa chế tạo một loại thuốc dựa vào cuốn sách ma thuật đó. Loại thuốc đó đã giúp cho anh Xanh và anh Đỏ trở về vị trí như cũ rồi. Chắc chắn là anh Bút Chì sẽ mang loại thuốc này để chế tạo và tham gia một cuộc thi sáng chế đó. Các bạn ơi, các bạn nhỏ đã bao giờ gặp phải tình huống như hôm nay của gia đình Bút chưa? Nếu các bạn đã có những ý kiến thì hãy comment bên dưới để cho anh Bút Chì còn đọc nha. Còn bây giờ thì anh Bút Chì phải đi chế tạo tiếp những loại thuốc khác nữa để tham gia cuộc thi sáng chế đây. Xin chào tạm biệt các bạn và hẹn gặp lại.